Tập 13. Đơn đề nghị thăng chức của cô đây. Chúc mừng cô vào đến cấp 6 nhé. Cảm ơn anh. Tôi cũng không ngờ được việc nhanh như vậy. Có bản lĩnh xin thăng chức trước thì chúng ta cũng đừng có được hời rồi khoe khoang nha. Đi tìm Louis ký tên đi. Louis, anh nghĩ tôi có thể đạt được cấp 6 thật sao? Lạp Lạp, tôi mong cho cô được nhiều cơ hội tập luyện hơn, nhưng mà cũng mong cô sẽ vì thất vọng mà sẽ chán nản rời đi. Tôi nghĩ chắc hẳn là anh đã hiểu lầm rồi. Tôi rất hưởng thụ những tôi luyện gần đây. Tôi không có ý rời đi đâu. Hình như tôi không nghe cô nói như vậy đâu. Vậy thì chứng tỏ anh không công nhận năng lực của tôi. Vậy tôi xin hỏi anh, khoảng cách lớn nhất của chúng tôi là gì? Chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp vấn đề như vậy rất tốt. Mặc dù cô là giám đốc nhân sự, nhưng mà cô vẫn luôn bận rộn giải quyết những việc cấp bách, không giống Dương Hồng, chuyên tâm về lĩnh vực Road by Salary. Chuyện này anh đã từng phân tích với tôi khi anh vừa đến rồi. Vậy bây giờ thì sao? Cô nghĩ điều gì ở cô có sức cạnh tranh lớn nhất? Tôi có hứng thú với việc bồi dưỡng những nhân viên trẻ và tuyển dụng. Có hứng thú và năng lực là hai chuyện khác nhau. Gần đây đúng là tôi đặt nhiều tâm sức vào lĩnh vực công ích của công ty, và cũng đã có được vài thành lực nhỏ. Đúng là có thành tựu, nhưng mà đó không phải là việc chính của nhân sự. Cứ vậy phát triển tiếp thì sợ rằng tiền đồ của cô sẽ bị hạn chế. Lạp Lạp, cô thực sự là một nhân tài, nhưng công việc và khả năng vẫn còn chưa tốt bằng. Gần đây cô đưa ra hạng mục quản lý bồi dưỡng là một bắt đầu rất tốt. Nếu đã có hứng thú với công việc thì cứ làm, sẽ có tiền đồ thôi. Cảm ơn anh đã chỉ bảo, tôi sẽ cố gắng. Lần thăng chức này tôi tạm thời không chấp nhận, đợi đến lúc anh công nhận năng lực của tôi đã. Được. Nếu như đến cuối mùa cô có thể tìm được trọng tâm trong công việc, thì tôi có thể cân nhắc lại đơn xin thăng chức của cô. Cứ vậy nhé. Maggie, bồi dưỡng nhận chức làm thế nào rồi? Lạp Lạp, hai người mới đã đợi ở phòng hội nghị rồi, nhưng mà sếp Trần đột ngột thay đổi, nói là chỉ hướng dẫn một người được thôi. Chỉ nhận một người hay sao? Anh ta nói vậy lúc nào? Anh ta vừa gọi điện thoại đến nói như vậy đó. Còn nói là người còn lại tự chúng ta xử lý. Nhưng mà bây giờ người ta đã đến rồi, gì mà chúng ta tự lo được? Thế này đi, cô giới thiệu cơ bản cho người mới đó biết. Tôi sẽ nói chuyện với Trần Phong. Nhưng mà chuyện anh ta đã quyết định thì khó sửa lắm. Tôi thấy cả hai người mới đều được lắm. Hay là chúng ta giữ lại một người thôi? Không được, chúng ta vẫn chưa đấu tranh thì sao mà từ bỏ như vậy được? Hơn nữa chúng ta cũng đã nói với người ta, năm đầu tiên làm việc ở phòng thị trường, nếu như chúng ta lật lọng thì tín nhiệm của chúng ta để đi đâu? Tôi biết chúng ta không có hẹn trước, nhưng mà tôi có thể làm phiền anh vài phút được không? Tôi nói không được thì có tác dụng gì sao? Cô là gì kế hoạch quản lý bồi dưỡng đúng hay không? Nếu anh đã biết rồi thì tôi nói thẳng luôn nha. Người là do bên anh quyết, hôm nay người ta đến báo danh, thì tại sao anh lại nuốt lời? Cô cũng biết là gần đây mâu thuẫn trong bộ phận của tôi rất lớn. Là một người phụ trách nhân sự, cô có trách nhiệm giúp tôi san sẻ. Đúng, nhưng mà chuyện này có liên quan gì đến mâu thuẫn nội bộ? Đương nhiên là có liên quan. Bình thường bồi dưỡng một giám đốc cần một người làm việc ở chức vụ 5 năm hoặc thậm chí là hơn. Hơn nữa bây giờ kế hoạch bồi dưỡng quản lý của cô muốn người mới làm việc ở 3 bộ phận khác nhau rồi thăng chức lên làm giám đốc luôn. Như thế chắc chắn sẽ dẫn đến việc bất mãn trong nội bộ. Hơn nữa bây giờ cô lại muốn trong một thời gian ngắn tiếp nhận đến hai người, đó là hai vị trí. Tôi đương nhiên phải cân nhắc lại rồi. Nhưng mà đường lối bồi dưỡng quản lý là do chúng ta cùng đưa ra. Lúc đó vì sao anh lại không nói? Là cô và Lý Khôn cùng nhau đưa ra, chứ không phải chúng ta cùng nhau thiết lập. Nếu như cô nói với tôi vấn đề gì thì đó là do trước đây tôi hỏi ít. Nhưng mà tôi không thấy có gì cần thiết để bọn họ trong năm đầu tiên bắt đầu từ bộ phận chúng tôi. Sao không để họ qua bên cạnh cô làm nhân sự? Tôi nghĩ tôi không nói thì hẳn là anh cũng hiểu. Những người đến công ty của chúng ta đều là học sinh giỏi. Đối với họ thì phòng thị trường và tiêu thụ có sức hấp dẫn nhiều hơn nhân sự nhiều. Nếu như tuyển họ vào rồi mới nói với họ làm nhân sự thì anh không cảm thấy như vậy là lừa sao? Chọn tới chọn lui thì là học sinh giỏi hay sao? Loại như vậy thì dùng được chắc.
Thôi khỏi đi, cô nói nhiều như vậy thì dù sao mục đích cũng nhắm vào chúng tôi. Đây chỉ là vấn đề thời gian, không phải là vấn đề về nguyên tắc. Cô đi điều tra đi, trông vào năng lực của cô. Và hai người đó anh muốn chọn ai? Tôi cần cậu con trai, cô kia không cần. Được, vậy tôi đi hỏi xem. À phải rồi Lạp Lạp, lúc nãy bác sĩ Lý gọi điện thoại đến, nói tình hình của mẹ cô đã ổn rồi, chiều nay có thể xuất viện. Cảm ơn. Có lúc tôi đúng là không hiểu được rốt cuộc anh nghĩ thế nào luôn đó. Đừng có mong tôi tha cho cô trong công việc. Đương nhiên là tôi không dám, Mr. Perfect. Chị Lạp Lạp, công việc của em có vấn đề gì sao? Em ngồi xuống rồi nói chuyện sao? Sau này ở công ty đừng gọi là chị Lạp Lạp nữa. Dạ. Hẳn là em cũng biết huấn luyện bồi dưỡng sinh viên sẽ thay đổi vị trí. Bây giờ có thể sẽ có chút điều chỉnh đối với vị trí công việc của em. Chị muốn thương thảo với em một chút. Điều chỉnh? Điều chỉnh thế nào vậy chị? Giống bên chị sắp xếp cho em vào phòng thị trường, nhưng mà tụi chị đã cân nhắc rồi. Nếu như năm đầu tiên em có thể bắt đầu từ nhân sự. Phòng nhân sự ấy à? Nhưng mà em học marketing mà. Hơn nữa khi xin việc em cũng xin vào phòng thị trường mà. Chị hiểu sự mong đợi của em. Phòng thị trường cực kỳ tán thưởng năng lực của em. Nhưng mà bên chị mong em có thể có được cơ bản từ những mảng không mạnh. Như thế thì năm thứ hai khi em đến phòng thị trường có thể có kinh nghiệm phong phú hơn một chút. Chắc không phải vì bây giờ bên chị thiếu người cho nên mới điều em qua đó chứ. Chị Lạp Lạp, giám đốc Đỗ, em biết chúng ta quen nhau thì chị sẽ cảm thấy dễ hơn. Nhưng mà chị cũng phải cân nhắc cho sự phát triển ngành nghề trong tương lai của em. Tôi thiện sướng, bây giờ tình hình không phải như em nghĩ. Bây giờ chỉ là điều chỉnh thứ tự của các chức vị thôi. Đương nhiên bên chị cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em. Nếu như em cảm thấy không phù hợp với sự sắp xếp thì bên chị cũng không miễn cưỡng em. Bên chị cũng có thể thông báo cho những bạn khác. Dạ không ạ, bắt đầu từ phòng nhân sự cũng được. Vậy được rồi, chào mừng em tham gia phòng nhân sự. Chị Lạp Lạp, vì sao Dương Hồng không đến thế? Đám Dương Hồng phụ trách mảng lương cũng không xem như cùng nhóm với chúng ta. Nếu như em đã là thành viên của phòng nhân sự rồi thì thực ra cũng không cần phải giấu em. Quan hệ của chị và Dương Hồng có hơi kỳ, thế nên ngoài công việc anh ta có thể sẽ làm khó chị. Điều này em cũng phải chú ý nha. Chị yên tâm đi, lúc em học đại học cũng từng làm mối hội sinh viên, không sợ mấy chuyện này trong công ty đâu. Lạp Lạp, tôi tiễn sướng có hơi giống cô đó. Gọi em là sướng sướng được rồi. Được, sướng sướng. Nhiệt tình rất quan trọng với người mới, chị mong em sẽ tiếp tục duy trì. Sướng sướng, túi em đeo là Chanel hả? Là hàng Dress 11 hay là hàng Fetch thế? Đây là túi anh của em mua giúp em từ Thượng Hải đó. Có anh trai trả tiền thích quá ha. Chị nghĩ em mới đi làm cũng không mạnh tay như thế đâu. Có gì mà không đỡ à? Trước đây đồ vest của em cũng là hàng xách tay từ Mỹ về. Từ Mỹ hả? Vậy đắt lắm hay sao? Quần áo cũng là đầu tư. Bây giờ trong đầu của em đã vẽ xong bản kế hoạch tương lai 3 năm tới rồi. Những điều này nhắc nhở em, em muốn có một cuộc sống như thế nào trong tương lai. Lạp Lạp, sướng sướng còn trưởng thành hơn cô năm đó nữa. Bây giờ không xem thường được các bạn vừa tốt nghiệp đại học đâu. Bây giờ trường học đều dạy nhiều việc làm thêm kiếm tiền, sức cạnh tranh cao lắm đó. Không đâu, đầu tiên không phải là sinh viên đại học mà là nghiên cứu sinh. Thứ hai là việc làm thêm với lại đi làm chính thức hoàn toàn không so sánh được. Thế nên sau này còn nhiều điều muốn học hỏi hai vị tiền bối lắm mà. Em yên tâm đi, sinh viên được bồi dưỡng là do người hướng dẫn. Chị là người hướng dẫn của em, Maggie là đàn chị. Sau này có gì em không hiểu có thể hỏi cô ấy. Dạ, vậy hai chị em bao chầu này nha. Chị Maggie, hay là chị lên trước đi. Em có chút chuyện đó với chị Lạp Lạp à. Ừ,
Có tin của anh Dương Dĩ không ạ? Chắc tại vì anh ấy bận quá, đến là chỉ có thể nhận được ưu thiếp của anh ấy rồi. Hộp thư nhà chị hơi có vấn đề, dù anh ấy có gửi cũng không thể nhận được thư. Vậy có khi nào anh ấy gửi đến công ty hay không hả? Ai mà biết được. Chị nghĩ chắc gần đây anh ấy cần thời gian điều chỉnh cảm xúc của mình. Dù tạm thời không liên lạc thì chị cũng sẽ không trách anh ấy. Sao mà chị nghĩ như vậy được? Chị lý trí quá rồi đó. Chị không nhớ anh ấy sao? Lạp Lạp, giới thiệu một chút. Đây là anh Trần Phong, giám đốc phòng thị trường. Người này là Lý Khôn, chắc em từng gặp rồi. Sếp Lý, sếp Trần. Chào cô. Dạ xin hỏi, cho tôi hỏi có bưu thiếp của chị Lạp Lạp hay không? Không có. Lạp Lạp, cô đang đợi bưu thiếp hay sao? Một người bạn đi du lịch bảo rằng sẽ gửi bưu thiếp cho tôi, coi như sưu tầm vậy. Vậy để tôi lưu ý cho cô, nếu có thì tôi sẽ đưa qua cho cô. Đây là tài liệu mà anh cần. Bên viện nghiên cứu vừa thông qua xong là tôi đưa đến đây đấy. Đảm bảo anh là người thấy sớm nhất. Cảm ơn cô. Cô vất vả quá. Cô thấy đấy, tôi phát hiện gần đây người tiêu dùng rất có hứng thú đến phương diện bảo vệ môi trường. Sau này phải chú ý hơn nhiều. Trước đây tôi từng cho ra mắt các biển bảo vệ môi trường được ủng hộ lắm. Tôi không rõ lắm về mảng này. Cô có ai để đề cử hay không? Được chứ. Cuối tuần này anh có thời gian không? Lâu rồi tôi không đánh cầu lông. Nghe bảo anh cũng gần như vận động viên tiêu chuẩn. Chị họ cô lại đến Thượng Hải rồi hay sao? Vì sao chị ấy đến Thượng Hải thì tôi mới mời được anh? Là vậy nha. Cuối tuần tôi hẹn người ta rồi. Nếu như không phải là do công việc thì cũng không tiện hủy. Vậy nếu như tôi có thể hẹn được người bên thúc đẩy môi trường thì sao? Vậy cô hẹn đi, hẹn được thì bảo với tôi một câu. Tôi hơi mệt, đi uống ly cà phê nha. Hôm nay không phải mẹ cô xuất viện hay sao? Không cần đi hả? Hôm nay sinh viên bồi dưỡng đến nhận việc, còn nhiều việc cần làm lắm. Cô giận rồi hay sao? Không đến mức đó chứ. Tại sao lại giỡn tính giỡn nết không vui? Y như mấy đứa học sinh vậy. Tôi giỡn tính giỡn nết gì đâu. Chẳng phải là do tôi không nhận con bé kia hay sao? Kế hoạch không thay đổi nhanh bằng sự thay đổi người bên nhân sự các cô. Cũng phải chuẩn bị tâm lý. Nếu như anh đã hiểu về nhân sự như vậy rồi thì dứt khoát làm người hướng dẫn thay tôi luôn đi. Tôi còn có việc, tôi đi trước đi. Sếp Trần, gần đây tâm trạng của Lạp Lạp không được tốt, anh đừng để bụng nha. Lạp Lạp gần đây hình như đang đợi thư của một người, nhưng mãi vẫn chưa thấy. Còn bảo tôi để ý giúp cô ấy nữa. Đây là chuyện riêng, sau này đừng nói với người khác. Dì à, tại sao dì về Bắc Kinh vội vàng quá vậy? Vậy được ạ, tan làm cháu sẽ qua đó. Dì không cần phải chuẩn bị gì đâu, cháu mời dì ăn. Lạp Lạp, hôm nay chị đừng có tăng ca nữa. Lát nữa chọn đồ với em đi. Đi đâu? Dì sắp về Bắc Kinh, phải đi tiễn gì chứ. Chị không đi đâu. Em chuyển lời giúp chị là được. Em biết là chị ngại nói chuyện với chị, nhưng mà có em ở đây rồi, đảm bảo không khí hòa hợp luôn. Không phải đâu, hôm nay nhà chị có chuyện thật. Chị đừng có lý do lý trấu, cứ coi như là nghe ngóng thông tin của anh Dương Dĩ, được không chị?
Chị không lừa em đâu, hôm nay mẹ của chị xuất viện. Nếu như có tin gì của Dương Dĩ thì em phải nói cho chị biết nha. Đến rồi đây. Mẹ, con trai à, con về rồi hay sao? Dạ không, con vẫn đang ở Pháp. Hành trình lần này kín mít, phải đi mấy thành phố lận, đoán chừng chắc cũng phải 3 tháng. Khó khăn lắm con mới nhận được điện thoại gọi cho mẹ luôn đó. Hội nghị gì mà bí mật vậy? Là tổ chức kinh doanh đa cấp hay sao? Mẹ cũng giỏi tưởng tượng thật. Mẹ nghĩ con của mẹ là kiểu bị người ta bán đi hay sao? Chắc là con không có thời gian gọi điện thoại cho Lạp Lạp rồi. Mẹ chuyển lời cho cô ấy giúp con. Con sợ cô ấy lo cho con. Cô ta có gì mà lo chứ? Từ khi con đi Pháp, sau khi Đỗ Lạp Lạp biết được thì chẳng gọi đến cuộc nào. Chắc chắn là do công việc cô ấy bận thôi. Hoặc là Bảo Sướng Sướng chuyển lời giúp con đi mẹ. Mẹ à, con không nói chuyện với mẹ nữa nha. Con làm việc tiếp đi. Mẹ chú ý sức khỏe đó. Này, ra ngay đây. Sướng Sướng à, vào đi cháu. Gì? Cháu ngồi đi. Dì à, dì đợi lâu rồi đúng không? Hôm nay không phải tăng ca, nhưng mà trên đường tắc quá à. Vậy là Lạp Lạp cũng không tăng ca hay sao? Lạp Lạp hả? Giống là chị ấy muốn đi cùng cháu đến thăm dì, nhưng mà hôm nay mẹ của chị ấy xuất viện cho nên không đi được. Vậy thì đúng là không đúng lúc rồi. Hôm nay mẹ cô ta xuất viện hả? Sướng Sướng, cháu không cần phải nói đỡ cho cô ta đâu. Người đi trà lạnh, dì nghĩ cô ta cũng không về nhà gì nữa đâu. Cháu thấy chị Lạp Lạp còn quan tâm anh Dương Dĩ lắm. Chỉ là xảy ra nhiều chuyện như vậy cho nên trong lòng chế còn rối bời. Rối bời gì? Cô ta rối bời gì chứ? Khởi nghiệp thất bại, gánh nợ trên lưng. Cũng là con trai dì. Khi đó con trai của dì đã khó khăn đến mức đó rồi, mà còn trả tiền cho nhà cô ta. Dì đã bảo với Dương Dĩ từ lâu rồi, không được cưới loại người như cô ta. Tham vọng nhà cô ta, chúng ta đấu lại được chắc. Đến lúc quan trọng là mất tâm mất tích. Đó, dì nói đúng rồi còn gì. Dì à, dì nói đi đâu vậy? Dì Lạp Lạp hôm nay còn nghe ngóng tin của anh Dương Dĩ đó. Chị bảo cháu hỏi xem sao không gọi điện thoại cho chị ấy. Hỏi xem bao giờ về, sao cả email cũng không trả lời nữa. Anh Dương Dĩ có gọi điện thoại về nhà không gì? Dì cũng không biết rõ tình hình của nó, nhưng mà dì nghĩ là nếu có thời gian chắc chắn sẽ gọi cho dì thôi. Mẹ, sao mẹ dọn hết đồ rồi? Sao không đợi con đến rồi làm cho? Cả thể cũng chẳng có mấy thứ. Lạp Lạp, con thanh toán chưa? Con thanh toán rồi, ba mẹ yên tâm đi. Cũng chẳng đáng là bao. Ba đi chào một câu với người ta. Dạ. Lạp Lạp nè, phòng này thoải mái lắm. Tối qua bác sĩ Lý còn đến đây một lần, bảo là bạn của Trần Phong, chăm sóc cực kỳ tốt. Lạp Lạp, Trần Phong này có phải là có ý gì với con hay không? Mẹ ơi, mẹ nghĩ gì vậy chứ? Tụi con chỉ là đồng nghiệp thôi. Nghe khẩu âm của cậu ấy là người Nam hay sao? Anh ấy là người Thượng Hải, trước đây anh ấy làm việc ở Bắc Kinh. Cậu ta lấy vợ chưa con? Người như anh ta làm việc thì phải đúng, đối xử với người khác thì khó, ai mà lấy nổi anh ta. Sao con nói người ta như vậy chứ? Mẹ thấy cậu ta cũng tốt lắm. Hôm qua cậu ta vừa cổng mẹ vừa tìm bác sĩ đó, có lòng lắm luôn. Được rồi mà mẹ, mẹ đừng có ghép đôi linh tinh nữa. Con với anh ta không yêu nhau được đâu. Có phải là con vẫn còn nhớ Dương Dĩ đó hay không? Không có. Cậu ta có gọi điện thoại cho con không? Lúc yêu đương thì không tích cực, khó khăn lắm mới đính hôn thì lại mất tâm mất tích. Kiểu người như thế không đáng tin đâu con. Được rồi mà mẹ, dọn đồ đạc xong rồi thì về nhà thôi. Buổi tối con còn có việc nữa.
Hôm nay sao tâm trạng của cậu lại tốt, muốn đi mua sắm thế hả? Cậu không biết đâu, mấy hôm nay mẹ của mình càm ràm nhiều lắm, thế nên mình chỉ đành trốn ra ngoài đi dạo. Bảy ép cậu cưới nữa hả? Hay lại còn ép cậu đi xem mắt? Không đâu, nhưng mà mình nghĩ cũng sắp rồi đó. Ở này, bây giờ mới ở trong thời kỳ chữa lành, mẹ của cậu không vội vàng vậy được đâu. Cậu có muốn mình khuyên bác ấy không? Được rồi, chuyện này cậu không được tham gia vào đâu đó, biết chưa? Này, cậu xem cậu đi, bình thường cậu mua cái khăn thôi cũng phải cân nhắc lâu lắm, còn bộ này nói mua một cái là mua ngay. Cậu có biết hãng này đắt như thế nào hay không? Mình thích hãng ICB không được hay sao? Hơn nữa, có lúc đầu tư cho bản thân mình cũng nên mà. Được, đầu tư cho mình, cậu vui là được. Túi này đúng là đẹp, nhưng mà cậu tiêu hết 2 tháng lương. Cậu nỡ lòng thật hay sao? Thực ra thì ngoài mua xe, mua nhà, mình chưa từng tiêu một khoản tiền lớn như vậy. Nhưng mà mình thấy cũng ổn mà, giống như adrenaline vậy. Cậu chịu đã kích gì thế? Làm gì có, không phải cậu bảo lúc tâm trạng không tốt thì có thể đi mua đồ sao? Lúc tâm trạng không tốt có thể mua đồ, nhưng mà không phải là bỏ nhiều tiền mua đồ. Mấy dạng luôn đó. Đỗ Lạp Lạp nè, mình là bạn tốt nhất của cậu. Bây giờ rõ ràng là cậu có tâm sự mà còn giấu mình, không được nha. Thôi được rồi, đừng có trừng mắt với mình nữa. Mình nói thật, để được khoan hồng được chưa? Trong cái thẻ này, mình có tích một khoản tiền, giống là muốn đợi đến lúc tuần trăng mật thì dùng tới. Đây là tiền trăng mật của cậu hay sao? Dù sao cũng không có tuần trăng mật nữa rồi, giữ lại chẳng phải cũng uổng hay sao? Nên chi bằng xài cho đã luôn. Này, anh ta mấy ngày rồi còn chưa trả lời tin nhắn của cậu hay sao? Hôm qua, tôi thiển sướng nói với mình, nhận được bưu thiếp của anh ấy. Mình thực sự là không chịu nổi cảm giác thất vọng như thế này nữa. Lòng cũng không được khỏe, cũng không muốn giày vò chính mình. Bạn trai kiểu gì thế hả? Anh ta gửi bưu thiếp cho tôi thiển sướng mà không gửi cho cậu, anh ta bị điên hay sao? Nhưng mà tôi thiển sướng là em gái từ nhỏ của anh ấy mà, đương nhiên là không để cho cô ấy lo lắng rồi. Còn mình chỉ là bạn gái của anh ấy. Có lẽ là anh ấy chỉ tốt cho mình nên mới để cho mình khỏi mong chờ. Đúng vậy, chẳng qua cậu chỉ là bạn gái của anh ấy thôi. Vậy khi đó anh ta thề non hẹn biển, sông cạn đá mòn gì đó. Hạn sử dụng của tình yêu được bao lâu? Mình và Dương Dĩ đã được 2 năm rồi. Có lẽ đã đến hết hạn rồi. Cậu không được nghĩ như vậy. Thực ra thì mọi người đều có thể nhận ra được, cậu vẫn còn yêu anh ta. Tình yêu đơn phương có nghĩa gì? Cậu không cần phải khuyên mình, mình đã hạ quyết tâm rồi. Từ ngày hôm nay trở đi, mình sẽ không yêu anh ấy nữa. Wendy, có bưu kiện của tôi hay không? Lạp Lạp à? Lạp Lạp, đây là túi mẫu mới nhất hay sao? Không có bưu thiếp nhưng lại nhận được quà rồi hay sao chứ? Chúc mừng cô. Lạp Lạp, quen bồ mới rồi hay sao? Hai người đừng nói đùa nữa. Tôi là cô gái độc lập, thỉnh thoảng cũng yêu thương mình cũng được mà. Cuối cùng chị cũng biết đầu tư cho mình, cũng không hẳn là đầu tư cho bản thân, chỉ là để cho mình vui hơn. Được rồi, đi vô làm đi.
Lạp Lạp, Louis nghe theo ý kiến của tôi đã quyết định để công ty tham gia vào đánh giá tổng hợp 360 độ. 360 độ ship cơ. Đánh giá tổng hợp 360 độ. Nhưng mà bây giờ vẫn trong thời kỳ thử. Phòng nhân sự và phòng thị trường lai bộ phận thử chấp hành. Road Ben Salary mới chưa kết thúc mà bây giờ anh lại đánh giá tổng hợp 360 độ. Anh coi mọi người như chuột bạch đó hay sao? Tôi và Louis mong rằng phòng nhân sự của DB được giao lưu với cả quốc tế, mở rộng tầm mắt. Thế nên vẫn phải làm bài kiểm tra. Chuột bạch, cô đã chuẩn bị xong chưa? Dù sao làm tốt hay không thì các anh đều sẽ xử tôi thôi. Tôi chờ nghe khiển trách thôi. Cô đừng có nói nghe thảm như vậy chứ. À phải rồi, có tin tốt nói cô nghe đây. Không phải tháng trước cô bảo là muốn có thực tập sinh hay sao? Chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi, ngày mai sẽ đến làm đấy. Thực tập sinh, nhưng mà bây giờ chúng tôi có Tô Thiện Sướng rồi, đủ số người. Nhưng mà thực tập sinh này khác nha. Những thực tập sinh này là những người từng làm cái hạng mục mà cô đẩy mạnh, tìm khắp công ty, hết chỗ này đến chỗ kia đó. Tôi nhớ hạng mục đó là những sinh viên khó khăn đó hả? Đúng. Anh nói người này là do bên đó giới thiệu hay sao? Đúng thế, là người mà họ giới thiệu đó. Thế nên cô dạy dỗ họ cho tốt nha. Không phải là cô nhiệt tình với hạng mục công ích này hay sao? Thế nên cô nhất định phải rèn giũa chúng đó cho tốt. Đây là cơ hội để đền đáp xã hội đó. Nhưng mà hình như thời cơ cũng không được tốt lắm. Lại đúng lúc khảo sát kiểm tra 360 độ rồi. Nếu như cô không dạy cho họ tốt, nhỡ đâu có gì loạn lên, thì đúng là sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch đánh giá của cô. Không sao đâu. Tôi vẫn luôn rất thích dẫn người mới. Đúng lúc có thể thử thách năng lực của tôi. Đây chẳng phải là việc của phòng nhân sự hay sao? Là của phòng hành chính mà. Bây giờ cô báo cáo công việc với tôi. Tôi sắp xếp công việc gì cũng đều là để cô quen với nghiệp vụ. Cô chọn tới chọn lui vậy không được đâu. Sao vậy? Có chuyện gì thế? Em có thể nói chuyện riêng với chị được không? Lạp Lạp, chị cũng biết ngành học của em là thạc sĩ quản lý. Hơn nữa hướng phát triển là ngành thị trường. Nhưng mà những công việc mà chị Maggie sắp xếp cho em đều là những công việc hành chính. Hơn nữa lại còn là những việc có lượng nghiên cứu ít. Như thế chẳng phải là lãng phí nguồn tài nguyên của công ty sao? Nếu như em đã không đồng ý với những sắp xếp của cô ấy, thì em nói thử suy nghĩ của mình về công việc xem sao. Tối qua em đã thử cân nhắc. Em có vài kiến nghị đối với công việc. Thứ nhất là phải điện tử và hệ thống quá. Báo cáo hàng tháng của chúng ta đều phải tự nhập bằng tay. Nếu như thiết kế một chương trình rồi điền những số liệu vào, như thế thì sẽ có luôn kết quả, thì chẳng phải là hiệu suất cao hay sao? Còn nữa, những công việc hành chính em cảm thấy hoàn toàn tách biệt với công việc của nhân sự. Chỉ là người hướng dẫn của em, thì không phải là chị Maggie sẽ chỉ định công việc cho em, mà là chị mới phải. Thứ nhất, bọn chị rất cần sự nhiệt huyết với công việc và lòng cầu tiến của em. Nói về vấn đề báo cáo nha. Em nói muốn làm một chương trình, nhưng mà em có từng tính đến chi phí của chương trình này chưa? Em nói chị nghe thử coi. Em chưa tính đến. Bên chị đã từng tính rồi. Vì chi phí làm chương trình này quá lớn, thế nên tụi chị mới phải tiếp tục nhập bằng tay. Thì ra là vậy. Tiếp theo sẽ nói đến vấn đề phạm vi công việc nha. Giống công việc hành chính là tuyển dụng, đã không có điểm chung. Nhưng mà chị kiêm luôn quản lý hai mảng, mà em là cấp dưới của chị, thế nên hoàn toàn không thể không phụ trách mảng này. Vậy có nghĩa là bây giờ em vẫn phải tiếp tục làm những công việc cơ bản hay sao? Ai cũng phải bắt đầu làm từ những việc cơ bản nhất. Bảo em làm việc này là để em làm quen với chức vụ, chứ không phải là để công việc này phải thích ứng với em. Em hiểu ý chị rồi. Nhưng mà nếu như em làm, thì chị có thể sắp xếp những công việc có thách thức hơn được không chị? Đến lúc đó, chỉ sợ là em bị thách thức quá lớn thôi. Không có đâu, chị phải có lòng tin với em chứ. Chị Lạp Lạp nè, cái túi lúc sáng có phải là quà xin lỗi anh Dương Dĩ tặng cho chị hay không? Tôi Thiện Sướng, chị mong em hiểu được hai điều. Thứ nhất, chị có khả năng tự mua quà cho mình. Thứ hai, trong văn phòng, chị không muốn nghe tên của Dương Dĩ nữa. Xin lỗi chị, em biết rồi. Lạp Lạp, chiều cô có thời gian không? Chắc có thể dành một chút thời gian đó. Có chuyện gì sao? Tôi vừa họp xong cuộc họp cấp cao với Trần Phong. Cậu ta mong cô thử kế hoạch tiêu thụ công ích, cần có sự giúp đỡ của cô.
Sếp Trần muốn thử đến hoạt động kinh doanh công ích hay sao? Tôi không nghe nhầm chứ? Có vấn đề gì hay sao? Về mảng này hẳn là sở trường của cô nhỉ? Không có gì, chỉ là trước đây sếp Trần chưa từng có hứng thú với mảng công ích. Tôi có hơi bị ngạc nhiên, thế nên mới cần có sự giúp đỡ của cô đó. Nếu chiều cô có thời gian thì cô cùng với cậu ta tham dự một hoạt động công ích đi. Được. Sếp Trần à, bên đó là người quản lý của hội thúc đẩy bảo vệ môi trường, có cần tôi thay anh giới thiệu hay không? Sếp Trần, chào anh, không ngờ anh lại có thời gian đến đây. Tôi cũng đến học tập thôi, tôi giới thiệu một chút, đây là giám đốc Đỗ của bộ phận nhân sự. Cô Đỗ, chúng ta từng gặp nhau rồi. Đúng vậy, buổi triển lãm ảnh hôm nay thật có ý nghĩa, thế nên tôi mới đến xem. Hai người xem tự nhiên nha. Anh quen biết với những người ở mảng công ích lúc nào thế? Tổ chức công ích đều cần phải quyên góp. Người của chúng tôi đưa tin tức nói có tiền muốn đầu tư, thế nên họ đến. Cơ cấu của công ích là phi lợi nhuận, đương nhiên là cần được đóng góp ủng hộ. Tìm đến anh cũng là hành vi bình thường. Tôi có nói đây là hành động không chính đáng đâu, nhưng mà có nhiều người cũng phải làm ăn, chỉ là dùng cái tên khác nhau mà thôi. Sếp Trần, anh có ấn tượng thế nào về triển lãm tranh? Thực ra thì chúng tôi vốn có thể làm quy mô lớn hơn, muốn làm triển lãm toàn quốc, nhưng mà kinh phí eo hẹp quá. Nếu như có công ty như DB gia nhập vào thì tôi tin là sẽ tốt hơn. Bây giờ chúng tôi vẫn đang ở trong thời kỳ cân nhắc, vẫn chưa cân nhắc xong là nên đầu tư hạng mục nào. Vậy thì càng phải hợp tác với chúng tôi rồi. Cơ cấu bảo vệ môi trường trong năm nay đưa ra những hạng mục mới, anh xem thử xem. Tôi kiến nghị những hạng mục có người tình nguyện tham gia, như thế thì nhân viên có thể tham gia và cũng có thể là người giám sát trong đó. Là như vậy nha. Trước khi tôi hợp tác với cô thì có một chuyện phải nói rõ. Công ty làm ăn phải có lời, hoạt động công ích cũng phải phục vụ có lợi ích công ty. Điều này chúng ta phải có cùng nhận thức. Cái gì gọi là phục vụ cho lợi ích công ty? Gần đây tôi phát hiện ra người nước ngoài có những phương thức kinh doanh rất nổi tiếng có liên quan đến công ích. Cách này có thể làm hài lòng tâm lý làm việc thiện của người tiêu dùng, thế nên tôi đã quyết định dùng cách này. Nhưng mà cũng phải làm truyền thông cho tốt. Đây cũng là tiêu chuẩn thấp nhất, hoạt động công ích. Hoạt động công ích là một phần trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội. Sao có thể chỉ nói tới truyền thông? Cô đừng có yêu cầu tất cả mọi người đều nghĩ giống cô được không? Sự cách biệt giữa các tầng lớp tiêu dùng lớn, mục tiêu đầu tiên mà chúng ta phải làm là thỏa mãn được yêu cầu của người tiêu dùng. Thứ hai, tôi cũng đâu chỉ nói đến truyền thông. Nếu như trong lúc chúng ta làm ăn lại đồng thời có thể làm những việc tốt, thì đây là giá trị thêm vào. Tôi chắc chắn không phản đối mà hơn nữa còn cực kỳ đón nhận. Anh là giám đốc phòng thị trường, anh nói như vậy tôi có thể hiểu được. Nhưng mà trách nhiệm của tôi là đảm bảo sự độc lập của hoạt động công ích lần này. Thế nên hai chúng ta phải tìm được điểm chung. Cô đừng quên rằng bên tôi lo phần kinh doanh, thế nên nói trắng ra thì tôi là khách hàng của cô. Hơn nữa điều mà cô cần làm là đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Có lúc chủ nghĩa lý tưởng không phải là xấu, cũng không được quá ngây thơ. Có lúc cô cách thực tế càng xa thì cô sẽ càng khó biến nó thành sự thật. Tôi mong anh đừng có suốt ngày nhắc tới hai chữ ngây thơ. Đây là công kích cá nhân với tôi. Hơn nữa, nếu như hai chúng ta phải hợp tác thì tôi muốn hỏi anh có hiểu được sự tôn trọng tối thiểu hay không? Có phải cô xem sách quản lý nhiều quá rồi hay không? Cô phải biết là cô vừa mới bỏ đi cơ hội thăng tiến bày ra trước mắt của cô không? Hoạt động này rất có thể là tiền cược thể hiện tài năng của mình trước mặt sếp. Thế mà cô không hiểu hay sao? Cô muốn gì có thể có được gì? Rõ nói với tôi về vấn đề có tôn trọng hay không? Đúng là cạn lời với anh. Đổng Thanh, hẹn xong rồi hay sao? Được, tôi qua đó ngay đây. Tạm biệt. Đi đây. Không được đi.
Chúng ta vẫn chưa bàn đến nội dung cụ thể. Xã giao không đợi người đâu, cô tự về đi. Tôi không lái xe đến. Thì gọi điện thoại đặt xe đi. Tạm biệt. Cô làm sao thế hả? Sao cô không nhìn xem? Sáng sớm tôi đã đến, mãi mới làm cho xong được PPT đấy. Sao vậy? Đây là thực tập sinh Sa Đương Đương. Em đã nói với cô ta rồi, đợi người của phòng kỹ thuật đến, nhưng mà cô ta cứ đòi đụng tay vào. Kết quả là mất bài PPT của em. Xin lỗi chị, em không biết. Em chỉ muốn cài xong cho nhanh để bắt đầu làm việc thôi. Tôi thiện sướng, em qua đây với chị một chút. Em làm việc lâu như vậy, không biết lưu trong ổ đĩa nào hả? Vậy em gọi phòng kỹ thuật hỏi xem PPT có thể khôi phục lại được hay không nha. Chị định giữ cô ta lại thật hay sao? Cô ta làm loạn thôi đấy. Em nhỏ tiếng đi. Em ấy vừa mới đến, lại không có kinh nghiệm làm việc, đương nhiên là phải học lại từ đầu. Tôi thiện sướng, em xin lỗi chị lúc nãy. Sau này em chắc chắn sẽ không động vào máy tính của chị. Em biết là em không có kinh nghiệm làm việc gì, nhưng mà em học nhanh lắm. Em đảm bảo sẽ không bao giờ gây thêm phiền phức cho mọi người. Em đi gọi điện thoại đi. Chuyện hôm nay chỉ là chuyện nhỏ ngoài ý muốn thôi, em đừng để trong lòng. Thế này đi, bên công việc hành chính đang thiếu người, em bắt đầu làm việc từ hành chính nha. Maggie, cô đưa Sa Đương Đương đi xem môi trường làm việc, xem thử có việc gì có thể làm hay không. Tôi biết rồi. Cô đi theo tôi. Bây giờ anh có thời gian không? Tôi đang có việc muốn tìm anh. Được. Dương Hồng, thực tập sinh của hoạt động công ích công ty nhận cũng phải phỏng vấn. Anh có từng phỏng vấn Sa Đương Đương chưa? Đương nhiên là tôi từng phỏng vấn rồi. Nếu như ngay cả Sa Đương Đương mà cô cũng không xem trọng thì đừng nhắc đến người khác nữa. Lạp Lạp à, chẳng phải đó giờ cô vẫn luôn gắn cái mác yêu công việc công ích hay sao? Đây chẳng phải là một cơ hội tốt hay sao? Những sinh viên nghèo, lúc học hành không có nhiều thời gian, rồi tố chất cũng kém, thiếu tự tin. Cô muốn tìm được những người như tôi thiện xướng thì tôi thấy không thể nào đâu. Nhưng ít gì cũng phải dùng được chứ. Thời gian thực tập của cô ta là bao lâu? Một học kỳ. Thực ra thì Lạp Lạp, tôi thấy đây là lúc cô có thể thể hiện được năng lực lãnh đạo của mình. Nếu như cô hướng dẫn được cô ta thì mọi người chắc chắn là sẽ tâm phục khẩu phục. Nhưng mà nếu như cô không có lòng tin thì cũng có thể đi tìm Louis mà nói. Tôi xem thử đã. À phải rồi, đây là bản văn bản về đánh giá 360 độ. Cô xem thử đi. Đánh giá bắt đầu từ tháng này, rồi qua được mức của hệ thống đánh giá. Cô cố lên nha. Biểu hiện với cấp dưới cũng thành phạm vi đánh giá của tôi sao? Đương nhiên rồi Lạp Lạp, cô là giám đốc mà. Quản lý nhân viên là hạng mục quan trọng nhất luôn đó. Lúc này mà anh còn đẩy cho tôi một người như thế, anh đúng là biết chọn lúc lắm. Không phải cô thích thử thách lắm hay sao? Sao tôi lại làm cô thất vọng được? Sao em lại ăn cơm một mình ở đây? Maggie không ăn cơm với em sao? Bữa trưa Maggie có việc ra ngoài rồi. Còn tôi thiện sướng đâu? Chỉ đang sửa PPT. Hôm nay cũng trách em, tại em bất cẩn quá. Không ai ở đây cũng được. Đúng lúc hôm nay chị tìm em nói chuyện. Tìm em? Chị Lạp Lạp, em biết để chị nhận một thực tập sinh không hiểu gì như em là làm khó cho chị rồi. Nhưng mà đối với em mà nói là khó khăn lắm mới có được. Vì sao lại là khó có được? Nhà của em ở một huyện nhỏ ở Tô Bắc. Ở đó người thi được đại học ít lắm. Mặc dù chỉ là trường nhóm 2 thôi, nhưng mà mấy năm nay em vẫn cảm thấy khoảng cách giữa mình và mọi người rất lớn. Ba mẹ của em ở quê mở một tiệm tạp hóa, nhà em lại không gom đủ học phí. Trước đây chưa từng dùng đến máy tính, thế nên em không so sánh được với người khác. Cơ hội thực tập lần này là chuẩn bị cho những sinh viên nghèo như em.
Em thực sự là đã chuẩn bị suốt cả một học kỳ, qua biết bao nhiêu là cửa ải mới có được cơ hội này. Thực ra thì chị có xem lý lịch của em, thành tích của em rất tốt, hơn nữa ở trường còn tham gia nhiều hoạt động lắm đúng không? Chị đừng có an ủi em nữa, em biết người bên chị cần là giống như tôi thiện xứ. Em có cố gắng thế nào cũng không có được khả năng như chị ấy. Nhưng mà em thực sự rất trân trọng cơ hội làm việc này. Lúc nhỏ em xem TV, rất ngưỡng mộ những người làm văn phòng, chứ càng đừng nói tới top 500 như công ty DB này. Vì sao em lại rất ngưỡng mộ những người dân văn phòng thế? Em phải biết là những gì trong phim diễn thoải mái hơn cuộc sống thực tại nhiều lắm. Em biết chứ, thực ra em cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là ba mẹ em bỏ ra nhiều công sức cho em đi học như vậy. Nếu như em đã đến Thượng Hải rồi thì em mong có chỗ ở, có một công việc khiến cho người khác tôn trọng. Thật ra những điều em nói chị rất hiểu. Chị cũng không phải là người Thượng Hải. Chị còn nhớ lúc chị mới đến DB, chị chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi. Lúc đó mục tiêu của chị là có chỗ ở. Chị cũng bắt đầu từ công việc trợ lý hay sao vậy? Lúc đó chị là trợ lý hành chính. Thế nên em cũng phải cố gắng, vì tương lai được tạo thành bởi mỗi ngày em làm việc chăm chỉ và mỗi quyết định nghiêm túc của em. Chị nói đúng quá. Nào, chỉ em xem cái này nha. Dạ. Bên đây nè. Con bé này là thực tập sinh, sao lạp lạp phải tốn sức với con bé chứ? Sơ sơ cho qua kỳ là được. Năng lực của cô ta ở lại được một tháng là ghê lắm rồi đó.